Ngày 19 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng y bác sĩ và kiểm tra công tác vận hành tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 8. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, giám đốc bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 8 cho biết, bệnh viện có 200 giường bệnh, trong đó có 60 bệnh nhân trở nặng cần hồi sức cấp cứu, 40 người được chuyển vào phòng theo dõi sau hồi sức cấp cứu. Đến nay đã có 20 người xuất viện. Trước số ca F0 trở nặng có xu hướng tăng, bệnh viện chuẩn bị mở rộng thêm số giường. Bệnh viện đã lắp một bồn oxy lỏng loại lớn đáp ứng được 130 người cần tiếp oxy cùng lúc. Ngoài ra, bệnh viện thiết lập hệ thống oxy lưu lượng cao đáp ứng cho 20 giường bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y bác sĩ của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, tư vấn và chăm sóc các F0 tại nhà. Trường hợp F0 suy hô hấp cần hồi sức cấp cứu, nhóm chăm sóc F0 tại nhà sẽ chuyển vào bệnh viện ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 Trần Thanh Tùng cho biết thêm, Trung tâm Y tế quận 8 cũng là nơi thu dung F0 có sức chứa hơn 1.000 giường. Những trường hợp F0 trở nặng sẽ chuyển lên bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của quận 8. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý các địa điểm thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn quận 8 cần tập trung lại để đỡ hao tốn nhân lực y bác sĩ. Lưu ý công tác theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, tuyệt đối không để F0 tại nhà trở nặng và tử vong. Đồng thời hạn chế thiết lập những cơ sở thu dung điều trị có quy mô nhỏ, làm manh mún, phân tán lực lượng, đặc biệt là ở các quận huyện có dân số đông. Dịp này, thay mặt Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao tặng 4 máy điều trị oxy dòng cao cho bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 8.